ai cũng nói về iPhone Pro rồi là Dynamic Island, nhưng mà hình như chúng ta quên mất là hiện tại đang có hai cái mẫu này. Hai mẫu là iPhone 14 phiên bản màu xanh và iPhone 14 phiên bản màu tím. Khổ sở lắm với bọn mình mới có thể đặt mua được những chiếc máy này. Và nếu như bạn nào mà xem cái vlog của kênh của mình ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là các thương gia ở Việt Nam khổ lắm luôn, xếp hàng từ đêm đến sáng để mua máy nhưng không được. Đây là những con máy đã được pre-order và sẽ không thể được hoàn thuế các bạn nha. Có nghĩa là ví dụ một con iPhone Max mà mua pre-order thông qua thẻ tín dụng ấy, mà đã đặt hàng trước rồi thì sẽ có mức giá là khoảng 33 triệu. Nếu các bạn mua bằng tiền mặt thì các bạn có thể được hoàn thuế ở sân bay và chỉ có mức giá là khoảng 31 triệu thôi. Nhưng hoàn toàn không với những con máy này. Thế nên rằng là cái giấc mộng để mà có máy sớm dành cho nhiều người là không thể. Bởi vì nhiều thương gia thì khá là chủ quan trong cái việc là họ nghĩ là năm nay Apple sẽ cho xếp hàng nhưng không. Và bởi vậy nên là cái mức giá dành cho những cái sản phẩm này nó sẽ được đội lên cực kỳ cao. Có thể dành cho phiên bản Pro Max là lên đến khoảng là 40 triệu một con. Nên là mình khuyên là các bạn vẫn nên mua những cái phiên bản chính hãng hơn. Thực ra bây giờ hàng chính hãng nha, ví dụ Seven S hoàn toàn không có, chỉ có ốp thôi. Những cái sản phẩm ốp lưng này đã về trước rồi, ốp Spingen này, ốp Empower này, hay là những cái ốp chống sốc khác thì những cái sản phẩm này đã được về trước rồi. Đây, rất là đẹp luôn. Mình có cầm những cái hộp lưng này của bên 7S sang để có thể lắp cho các bạn luôn. Thì các bạn lưu ý nha, 7S hoàn toàn không kinh doanh những cái mặt hàng sách tay thế này. Sẽ chỉ có những cái hàng VNA thôi, sẽ được về vào có thể là đầu tháng 10. Thì hiện tại có một cái động lực dành cho các bạn ấy, là các bạn có thể mua những cái ốp lưng thế này để các bạn có thêm động lực mua máy khi mà nó về chính hãng VNA. Đấy, ốp rất là đẹp. Thì đừng quên truy cập vào những đường link phía bên dưới để có thể biết thêm chi tiết về những cái ốp của chúng ta. Còn nếu như bạn nào muốn chờ iPhone chính hãng ấy, thì các bạn có thể đăng ký nhận thông tin cũng ở trong đường link ở phần mô tả với những dòng sản phẩm như là iPhone của chúng ta. Và các bạn đừng quên là vào ngày 18 sắp tới thì mình sẽ quay trở lại với Campus Tour, lần này là ở Đại học Điện lực. Thì bạn nào muốn tham khảo thêm những dòng sản phẩm như thế này thì có thể hôm đấy mình sẽ mang một con này đi để cho các bạn sinh viên Đại học Điện lực có thể đến tham khảo. Và thậm chí các bạn sinh viên ở trường khác cũng có thể đến để chúng ta có thể đặt câu hỏi cho nhau. Ok các bạn nha. Thì hiện tại một cô gái, một bạn ngồi cạnh tôi đây đang dùng một con iPhone khác. Excuse me, do you mind if you show us your phone? Like, I'm actually using an iPhone 13 Pro, if I'm not mistaken. Oh my god, if so I don't think you're gonna into these two because they are the base version. Actually this one is Pro version. All right. So I think this is gonna suit you. Đây là hai cái màu mới này, bây giờ mình sẽ tiến hành là bóc hộp luôn. Do you want to open the seal? No, you okay, sure. I'm shaking. Trời, thề luôn không nhớ cách mở seal thế nào. Đây. Đó. Đây là con màu tím này. Và đây là cái phiên bản màu xanh này. Đó. Tím. Xanh. Và đây là hai cái phiên bản màu tím và màu xanh của chúng ta. Nếu như mà các bạn so sánh thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có cái màu nó nhạt hơn rất nhiều so với cái phiên bản 13 của năm ngoái. Và nếu như các bạn so sánh với cả phiên bản iPhone 12 của năm trước nữa ấy, thì thậm chí nó có lại còn đậm hơn cả tất cả ba cái phiên bản này cơ. Nếu mà chúng ta nói cái phiên bản Pro này là phiên bản mắm tôm thì mình nghĩ là đây mới là phiên bản mắm tôm hơn, bởi vì màu tím nó khá là nhạt. Còn cái màu xanh này thì mình công nhận là nó êm hơn rất nhiều, nó dịu mắt hơn rất là nhiều. Đó. Nếu như các bạn so sánh cảm quan thì thật sự nó không khác gì nhiều đâu. Nó vẫn y hệt như nhau thôi. Thề với các bạn là nó không khác gì cả. Nó vẫn sẽ là những cái ngôn ngữ thiết kế tương tự. Có nghĩa là chúng ta sẽ có phần viền được hoàn thiện bằng nhôm. Phần mặt trước của chúng ta vẫn sẽ được làm màn hình tay thỏ các bạn. Và ở phía mặt sau lưng thì cái phần cụm camera này thì theo như cảm giác của mình thì cái cụm camera này nó đã to hơn được một chút. Nếu xét về bề ngang nhá. Còn nếu xét về bề dọc thì nó cũng sẽ gần như là tương đương với nhau. Có thể là cái cảm biến này nó đã được nâng cấp lên một chút, thế nên là nó sẽ lớn hơn thôi. Chứ còn về bản chất là nó không thể nào mà to khác biệt như là cái phiên bản 14 Pro Max và 13 Pro Max mình vừa mới so sánh được. Trong lúc đợi các anh em mới mua con máy này chuẩn bị đi về thì mình sẽ tranh thủ mở con máy này lên. Thì các bạn sẽ thấy rằng là khi chúng ta quay ra mặt trước đi thì những cái phần cụm camera selfie nó làm y hệt so với phiên bản iPhone 13. Có nghĩa là nó không khác một cái gì luôn. Và nếu như các bạn xem cái màn hình này thì Apple cũng không nói gì thêm về màn hình này nó có sáng hơn không hay có gì hơn không. Về bản chất ấy, hai con này nó là y hệt nhau, không khác gì cả. Nó chỉ có thêm một vài cái chỉnh sửa trong cái nhân
GPU của chúng ta mà thôi. Và thêm vào đó chúng ta có thêm vài cái tính năng, ví dụ như là car crash detection, cảm biến va chạm. Còn lại tất cả mọi thứ đều giống nhau. Khi mở hộp ở phía bên trong ra thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là Apple vẫn sẽ để một cái lineup tương tự như là cái con iPhone 13 của chúng ta, không khác gì hết. Và có thể nói cái phiên bản năm nay nó chỉ là cái phiên bản nâng cấp rất nhẹ thôi của iPhone 14. Mình không biết là chúng ta thực chất có cái gì nó tốt hơn. Thời điểm hiện tại thì mình chưa có thời gian để có thể đánh giá sâu hơn để cho các bạn. Có lẽ cái điểm duy nhất mà chúng ta có thể thấy ở trên đây đó là sự khác biệt về cái thuật toán camera, về con chip ở bên trong. Thì cái này phải đánh giá nhiều hơn thế. Còn hiện tại thì nếu chúng ta gọi đây là một cái phiên bản gọi là màu mới của iPhone 13 cũng được. Thực ra nếu nói là không tối ưu gì thì cũng không hẳn, bởi vì năm nay trong thuật toán camera của chúng ta sẽ có thêm một chức năng, đó là chống rung khi các bạn chạy. Đó, thì đây cũng là một cái chức năng mình nghĩ là cải tiến nhỏ thôi. Nó giống như kiểu là sensor chip của mọi năm ấy. Mình có thể sẽ sử dụng cái này để mình sẽ chạy này. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn sử dụng cái chế độ này thì nó sẽ crop vào một chút, thì nó sẽ phù hợp hơn với những cái người mà thường xuyên quay những cái video thể thao một chút. Bọn mình sẽ còn nói sâu hơn về tính năng này, nhưng ở thời điểm hiện tại thì nếu như nói đây là một nâng cấp lớn ấy, thì mình nghĩ là chưa. Nó sẽ chỉ là một nâng cấp nhỏ dành cho một cái phiên bản nó được nâng cấp rất là nhỏ thôi. Câu chuyện đằng sau con này, tại sao họ không loại bỏ con iPhone 13 đi mà họ vẫn giữ lại con iPhone 13 để bán, thì mình nghĩ rằng cái này đa phần là phục vụ cho thị trường Mỹ. Các bạn biết là những cái con iPhone 14 mới này ở thị trường Mỹ sẽ không còn cái khay SIM vật lý nha. Thế nên rằng là cái con iPhone 13 sẽ là cái phiên bản gọi là tối ưu lại hết tất cả những cái dây chuyền mà dành cho những ai muốn sử dụng SIM vật lý. Còn lại là nếu ai muốn không sử dụng bản SIM vật lý thì có thể mua iPhone 14 với một vài cái nâng cấp nhẹ hơn, bao gồm là màu sắc, con chip, thuật toán camera, chấm hết, chả khác gì cả.